Xin chào tất cả mọi người đã xem video của Thủy Oregon. Hôm nay Thủy sẽ làm là cơm giác của Nhật nha cả nhà ơi. Cơm giác nhưng mà không phải là bằng cá tươi mà là bằng đồ hộp. Đây là cá hộp đó cả nhà. Cái này gọi là cái gì ta, dạng giống như là cá cha đó cả nhà, cá thu, cá cha đó cả nhà, sea skin đó cả nhà. Đó, mình sẽ làm nha cả nhà ơi. Đây hai hộp này, và mình sẽ làm cái salmon cá hồi nữa cả nhà. Cá hồi mà mình cũng làm bằng cá hộp luôn, sẽ làm cơm giác nha cả nhà. Và mình sẽ trộn với mayonnaise của Nhật, Japan mayonnaise này. Rồi mình sẽ có muối ở đây nha cả nhà, muối để mình trộn vô, và một thao nước để một hồi mình lấy tay mình thì có cho muối vào đây, một chút muối để khi mình vắt cơm á cả nhà. Mình vắt cơm thì cái cơm nó hơi có một mặn mặn chút xíu, mình không có dính tay nhiều. Đây, và nói cơm vắt thì mình phải có là cơm nha cả nhà. Đây, cơm thì đã chuẩn bị sẵn. Thì sẽ bắt đầu pha mấy cái này nha cả nhà. Mình sẽ pha rồi mình sẽ bắt đầu vắt cơm cả nhà ơi. Cả nhà ơi, đây Thủy sẽ mở hộp cá ra nha cả nhà. Và cá này mình sẽ chắc bớt nước đi nha cả nhà. Sẽ để như vậy nè. Thì sẽ chắc bớt nước ra để một hồi mình sẽ trộn mayonnaise vô cả nhà. Mayonnaise. Nhưng mà cả nhà trộn mayonnaise của Nhật á thì nó ngon hơn. Tại vì mayonnaise của Mỹ á ăn thì thấy không có ngon bằng của Nhật. Cho nên thì hay đi vô Tesco cả nhà, mua mayonnaise của Nhật ăn. Này, chị dắt bớt nước ra, bỏ nước nha cả nhà. Để mình mà để nước vậy nè. Mình mà để nước thì nó rất là nhiều nước, mình không có làm được ngon cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ cho con thể ăn cơm giác. Tại vì mình chiên ra thịt gà đó cả nhà. Ôi sao nó không dữ vậy? Đây là salmon hộp nha cả nhà. Đây là cá hồi. Cá hồi hộp đó cả nhà. Này. Đó, cá hồi hộp. Rồi thì sẽ dắt ra. Thì bỏ hết nước nha cả nhà, mình phải bỏ hết nước. Sẽ cho chút muối vô nha cả nhà, chút muối vô một chút thôi để cho nó đậm đà hơn cả nhà. Và mình trộn lên rất là dễ cả nhà ơi. Cái này mà cả nhà làm, mọi người làm cho con mình khi mà trở về học đó mọi người. Cả nhà, con mình trở về học đó cả nhà. Thế mình làm đây nè, mình cho con mình đem đi lunch cũng được, đi vô trường ăn đó cả nhà. Thủy thì hay làm cơm cho con thì đem vô trường ăn. Cả nhà, cái này thì không có cho mayonnaise vô nha cả nhà. Này thôi. Cái cá cha đó cả nhà, cá cha gọi là sea skin đó cả nhà. Cá cha của cá cha mà loại thịt hộp á. Này. Nhà biết không? Bây giờ ở bên đây thì ai ở Oregon thì biết, còn không có đi đâu được hết trơn, chỉ có ở nhà từ sáng chiều. Thủy mới ở nhà giữ con, chắc ai cũng nhiều người giống Thủy ở nhà giữ con. Ở nhà giao đường thì vừa là bị covid 19, rồi vừa bị cháy rừng, rồi khói cả nhà. Trời ơi, bây giờ mệt quá luôn. Đây là nori á cả nhà, tiếng Nhật gọi là nori. Này siêu biết không cả nhà. Cái này đại người Nhật người ta hay sử dụng. Đây thì sẽ lấy hai miếng ra như vậy nha cả nhà. Như vậy thì sẽ cắt ra thành 4 miếng. Tại vì cái này mình không có sử dụng nhiều cả nhà. Đây.
này gọi là cơm giác ở bên Nhật á, thì mình hay đi siêu thị Paribas hay là Lawson nó cả nhà, mình mua nó chừng khoảng một đồng mấy một cục cả nhà, nó cũng rất tiện lợi. Nhưng mà cơm, tại vì cả nhà biết rồi, ở Nhật thì hay ăn cơm mà đâu có ăn cho nên là hay làm cái này cho con ăn nữa cả nhà. Gì đây cả nhà ơi, Thị bắt đầu dắt nha cả nhà. Tay là Thị đã rửa sạch sẽ nha cả nhà, rất là sạch sẽ rồi. Thị sẽ cho một miếng nước vào, đây là nước Thị có dắt, có cho muối vào nha cả nhà. Rồi đây mình sẽ cho cơm vào tay này, Thị sẽ cho cơm vào tay như vậy, và Thị sẽ làm một cái lỗ nha nha cả nhà. Này, một cái lỗ như vậy, rồi Thị sẽ cho cá vừa, cá trộn với mane cả nhà vừa, mà mình dắt thành một cục cơm của Nhật. Tại vì Thị không có biết nấu đồ ăn Mỹ nhiều cả nhà, còn đồ ăn Việt Nam thì sơ sơ, đồ ăn Nhật thì cũng sơ sơ cả nhà, cho nên mọi thứ một chút nha. Đây, dắt cơm, dắt cơm rớt hết à. Đây, nghe không? Đây, Thị sẽ để tay vậy nha cả nhà, ba ngón tay và vậy mình cứ dắt một cục cơm. Thị làm cái này là hơi to, còn thường thường Thị làm cho con, Thị đem vô trường học á. Á xanh hả? Nè, ăn đi. Thị đang làm cơm, con của Thị nó lại, nó xin cái này nè cả nhà, xin cái siêu huyết á, cái gọi là cái gì ta, rong biển khô, nó xin một rong biển khô cả nhà. Đây đó, là xong một cục cơm rồi, Thị sẽ để vào đây nha cả nhà. Đây, rất là dễ cả nhà ơi. Khi mà mình đi picnic á, mình làm cái này nè, đem theo cũng ngon lắm. Đây, đây, đây là một cục cơm đã xong đi cả nhà. Này, cơm của Nhật, nó như này cả nhà, cơm dắt. Giống như mình mua trong siêu thị ở Nhật, siêu thị nào cũng có những cái siêu thị bán đồ ăn, và những cái siêu thị 24 tiếng. Cái siêu thị 24 tiếng cũng có nha cả nhà. Này, đây. Đây là thành xong một cục cơm nha cả nhà. Đó, rất là dễ cả nhà ơi. Rồi mình sẽ làm cục khác nha. Này, thì sẽ làm cục khác, nhưng mà mình phải dắt nước như vậy đấy cả nhà. Dắt cho có nước vô tay để cho đừng có dính nha cả nhà. Để mà cái cơm của gạo của Nhật á thì nó dễ làm hơn cả nhà ơi. Tại vì nếu gạo của Nhật thì nó sẽ, này thì sẽ lấy cái muỗng cả nhà. Đây nè, đây là cá hồi. Mà mình không có cá tươi thì mình làm cá hộp cũng được cả nhà, rất là dễ. Đó, mình bỏ vô nó chính giữa vậy nè. Bỏ vô chính giữa, nhằm ép xuống. Rồi mình cho một miếng cơm lên trên mặt. Đó. Tại vì cả nhà biết sao mà ở bên Nhật có gạo của Nhật nó rất là dẻo. Gạo của Nhật ăn nó giống như là nếp của mình ở Việt Nam vậy cả nhà, nó dẻo hơn nếp Việt Nam luôn. Cho nên cơm giác hay là sushi hay gì rất là dễ làm cả nhà, nó dính đó, nó dính dữ lắm. Còn cái này thì mua cái loại gạo này là cũng là dẻo cả nhà, nó cũng dẻo, nó cũng hơi dính, nhưng mà không có bằng cơm của Nhật. Chứ cơm gạo của Thái hay gạo của Mỹ hay là mình không có làm được nha cả nhà, nó không có dính nha cả nhà. Đây nhà thấy không, cầm ba ngón giờ mình dắt cái này cả nhà, đó. Dắt thành một hình tam giác rất là dễ cả nhà. Này, giờ mình sẽ bỏ vô đây nha cả nhà. Đó, lấy là vậy. Nếu mà ai có đi làm nail hay là đi làm công nhân ấy, mình ở nhà mình dắt kìa, dắt nha. Hai cục cơm mà mình cho chút dao vô một cái cơm hộp và một miếng gà chiên là ăn rất là ngon một buổi trưa. Đây cả nhà ơi, đã xong hai cơm dắt này cả nhà. Đó, một cục là
cá hồi nha cả nhà, còn một cục là cá sitkin, là gọi là cá cá thu của mình đó cả nhà, cá thu đó. Đây đó, rất là ngon nha cả nhà, rất là ngon. Cả nhà làm thử nha. À, thì chỉ làm thử hai cục thôi, bây giờ thì sẽ dắt tiếp, rồi một hồi thì sẽ chiên gà ăn với cái này cả nhà nha. Ok.